shopatt.com, shop bán app Free Fire, thử vận may kim cương cực chất, link shop dưới mô tả. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rika kia mình và chúng ta cùng nhau đến với vòng đấu thứ hai ở trong giải đấu, đó là giải đấu liên minh của đoàn nữ. Và hôm nay có 11 team tham dự, tất cả 44 người. Lúc này thì Cocao giữ nguyên đội hình ở trong vòng đấu trước và họ vẫn đang có một cái đường bay kéo dài trong vực Cuộc Chiến Tuyết và sẽ kết thúc trong vực đối thông ngay mộ. Team Phúc Xá thì vã quá rồi, phải cho cô nàng siêu bóng Suka vào để có thể gánh những team, nhưng liệu rằng bóng Suka vào đó này có thể làm được điều gì khác biệt đấy không? Đây là Titanic Holly Juliet Kosu 17 cũng như là tuyết sinh gái từ Titanic. Và hôm nay thì họ sẽ đáp xuống vực khu trượt tuyết ở nơi dừng chân của mình. Rick Akim, Minh Free Fire vào đấu trước thì bảo để dẹt bay đầu tiên. Nhưng mà lúc này thì Môn, bé ô tô cũng như là bé cua, họ sẽ có những cái pha di chuyển về phía của sở cứu hỏa. Tuy tin là như vậy. Đây là 62 vào đấu trước thì bảo muội và báo Thụy Tỷ là những người thi đấu rất hay. Và lúc này thì khu vực biệt thự có ma sẽ là nơi mà họ đáp xuống trong vào đấu này. Trở lại thì bên vào đấu này chúng ta thì đây là Đậu Thần, Tiểu Vân, Ngân cũng như là Cấu Đè, họ sẽ cho khu vực công xưởng. Và liệu rằng team tỏi vào đấu này họ có thể làm tốt hơn vào đấu trước hay không? Phải nói rằng vào đấu trước họ đã có những pha thi đấu cực kỳ tuyệt vời, trong khi đó thì không ổn rồi, không ổn rồi. Và vừa rồi đó là pha lag thôi, mọi thứ nó vẫn ổn. Đây là Phong Zipon cùng người đồng đội mình nhảy một pha nhảy lọt khe rất tốt đến từ con đàn Zipon. Nhặt súng bắn ngay, có pha tấn công ngay lập tức ở vị trí của Zipon và đang tấn công rất tốt đến từ vị trí của team Phong. Bây giờ thì Ruby như quỷ tỷ sẽ có pha di chuyển ra, phát hiện ra rồi, đây rồi, đôi giày có mạ ngà cũng cho mình từ rất sớm. Bây giờ tiếp tục bắn là B97 tấm xa rất tốt đến vị trí của quỷ tỷ. Vâng, phải nói rằng trình độ những cô nàng nữ ở trong một đàn cao phốc với nó không hề đơn giản chút nào. Và sẽ có pha gạt giò đơn giản thôi. Có trong tay đó là MD Thủy, vâng, hơi đen rồi, một trong team khá mạnh trong trận đấu này. Đây là em yêu phát hiện đối phương này thì lút đồ này, có pha tấn công đến vị trí của em yêu, nhưng em yêu hôm nay cũng đang bị gây ra tương đối nhiều sát thương. Ní sẽ có pha cố gắng móc lốp vào vị trí đối phương, chắc em yêu bị bắn gục rồi. Vâng, tình huống vừa rồi em yêu không hạ gục đối phương và ngay lập tức cô ta đã phải trả giá ngay. Cô ca có mạng hạ gục không, đó là Ruby, nhưng mà lúc này tôi thấy rằng team tỏi bay bầu hết rồi, một trong team bắn rất tốt. Nhưng mà team tỏi họ đã bị hạ gục đến từ đó là team nào? Vâng, vừa rồi có một team mà đã quét sạch cả team tỏi, team nào nhỉ? Đó là team của đó team số 1 thì vậy, chính xác như vậy, đó là Coca đã có pha tấn công tốt ở trong vực công xưởng. Vừa rồi thì quét sạch thì team tỏi, như vậy là team tỏi và nay họ quyết định là sẽ không thể trồng tỏi nữa rồi. Đảo Thiên Đường có vẻ như là một nơi mà đất lành, nhưng mà tỏi nó sẽ khó mà đậu được ở đây. Đây là team Cry và đối trước thì Cry họ mất màu khá sớm, và đó lý do vì sao mà trong bài đấu này những thành viên là bé đậu, bé bi, hân và bây giờ tú này họ sẽ phải có những pha thi đấu cẩn thận hơn. Mà bàn đấu trước thì thực ra cũng khá khó, mà có tới 3 team họ nhảy vô thành phố biển, và đó là lý do vì sao mà team Cry họ đã có những pha bị quét sạch sớm. Nhưng mà với ván đấu này khi mà chọn được vực ngã ba, tôi tin rằng Cry họ sẽ có những pha lút đồ tốt và thôi. Đây là Loan Game TV gấu chồng ơi em đây, nhờ Skill thì họ đã có mặt ở trong cái khu vực trung tâm này và có vẻ như ở đây có người. Vâng, Skill đang nấp, cảm giác rất cẩn thận. Đó team nào? Không, không phải là RIP. Và có một điểm rất đặc biệt là giống như là team Liquid thì RIP nữ họ cũng nhảy xuống team, họ cũng nhảy vào thị trấn. Nếu bạn nào xem cái team mà có phía Tây, có Liquid Mr. 143, Liquid Mr. 141 cũng như là Namaka, thì bạn sẽ biết là team RIP họ thường hay chọn được thị trấn là nơi dừng chân của mình. Và tương tự thì cái team đã đạt được top 1 cho bàn đấu trước, đó là Holy, thì vào đấu này cũng sẽ chọn được thị trấn là nơi dừng chân của mình. Game TV đang có mặt trong trung tâm. Và như vậy là không, thế nhưng đâu có team nào trong vực này đâu nhỉ? Tại sao họ thi đấu cẩn thận đến như vậy? Vâng, đâu có, trong khi đó RGF họ đang ở phía nam của vực thị trấn cơ. Họ đang ở phía nam của vực thị trấn mà sẽ không có quá nhiều giao tranh trong vực này. Titanic thì họ đang có mặt trong vực lò rèn. Và đây là Harley mới có mũ 2 mà thôi. Và liệu rằng cô nàng này sẽ có sớm có bổ sung thêm bình lượng đồ hay không? À đây rồi đôi giày. Như vậy là Phúc Xá họ đã có mặt trong vực trung tâm. Và liệu rằng sẽ có pha giao tranh với Game TV hay không? Đây là bóng Suka đang đi tương đối lẻ, nhưng vẫn là một giữ một khoảng cách tốt với những người đồng đội mình. Có pha giao tranh rồi, bóng Suka bị bắn ngục, bóng Suka bị bắt bài từ vị trí của Gấu TV. Và lúc này thì team Phúc Xá đang bắn, Phúc Xá bị cố mà gục dành cho mình, cho 4 tỷ đã bị hạ gục. Quyết tâm gạt giòn, có vẻ Phúc Xá sẽ thất bại trong pha thi đấu này. Trở lại mình cô Hoa mà thôi, cô Hoa đang được bắn, cô Hoa hạ gục được mạng rồi. Có pha bơm máu hay không, đối phương nhảy ra, đó là ai, đó là Loan, và Loan cố mà gục cho mình. Toàn bộ
Team Phúc Sáo đã bị quét sạch rồi. Trong khi đó thì những thành viên ở Game TV cộng với CQ họ vẫn còn sống. Vâng, ngay cả khi bổ sung Hot Girl Bongzuka vào thì có vẻ như giải đấu hôm nay nó không phải là một đất lành chim đậu dành cho những cô nàng đến từ Phúc Sáo rồi. Vâng, hơi khó cho Phúc Sáo trong tình huống vừa rồi khi mà họ là những người bị bắt bài trước. Tôi tin rằng Game TV họ đã có những cái pha gọi là suy nghĩ ở đó rồi. Trong một diễn biến khác thì Zipon vừa đã bị bắn cung. Có vẻ thì Quỷ Tỷ đang cố gắng gạt giò vị trí đối phương. Vâng, sẽ có pha gạt giò để trả hận cho vị trí của Zipon. Lúc này thì Bún Đậu có pha đẩy lên hay không? Có vẻ như là một pha bị bắt lẻ từ vị trí của Zipon hay chăng? Cô Cao chỉ còn là hai người rồi. Đó là Kim cũng như là Lin Ngố mà họ quyết định là sẽ rời của pha giao tranh này. Nhưng mà có vẻ khó rồi. Lin Ngố hơi ngố rồi. Bún Đậu có pha chét mắm tôm lên người ở vị trí của Lin Ngố và lúc này chỉ còn lại mình Kim và thôi. Liệu rằng đối phương có đến mà bóc luôn cái lon Coca cuối cùng của team Coca-Cola này hay không? Bây giờ thì tôi tin rằng sẽ có một pha bóc đến từ vị trí của đối phương. Và bây giờ thì Coca Kim chúng ta đang cố gắng và bỏ chạy. Vâng, chạy ngay đi trước khi mọi chuyện nó tồi tệ hơn. Xếp Tùng bảo thế nhưng mà tôi tin rằng là team Fox thì họ lại không nghĩ như vậy. Họ sẽ quyết tâm truy cùng diệt tận đấy chăng? Không, có vẻ như là cũng sẽ khó mà có thể bắt ở vị trí khi mà đối phương đã di chuyển là khá xa rồi. Trở lại diễn biến vào đấu, chúng ta lúc này team Cry và đang có mặt trong vực ngã ba mà thôi. Và không biết là sao team này tên là Cry. Và Cry nghĩa là khóc. Ở trong tiếng Anh thì Cry nó có hai nghĩa. Và chúng ta cùng nhau đến với lớp học tiếng Anh của thầy Hải. Cry trong tiếng Anh thì nó có rất là nhiều nghĩa. Trong đó có hai nghĩa, một là khóc, hai là tiếng thét. Ví dụ như các bạn biết là trong cái từ war cry ấy, tiếng thét chiến tranh ấy, thì cry nó là tiếng thét. Và bây giờ thì lúc này đang có pha giao tranh rồi. Cry bé hơn thì bây giờ chắc là khóc rồi khi mà báo bé gà có pha tấn công vị trí của cô ta. Đã có pha bắn nhấp nhả tương đối tốt ở vị trí của bé đậu. Bắn là hay, gây được nhiều sát thương quá. Vâng, gây được hàng tấn sát thương rồi, vẫn chưa bắn cung được hai người rồi. Tiếp tục sẽ có pha nhạc kê huyền thoại làm ba người luôn. Bé đậu kinh quá. Vâng, bé đậu bắn quá ghê luôn. Những pha nhạc kè huyền thoại như đến từ bàn tay của Khá Bảnh. Và vừa rồi đã có những pha kè đầu tuyệt vời. Có mạ gục vị trí báo Tỷ Tỷ. Tiếp tục có mạ gục. Và liệu không sẽ không có thêm mạ gục nữa dành cho bé đậu rồi. Nhưng mà bây giờ thì đối phương đã tấn công rất gắt. Bé Bi có pha móc lốp. Và như vậy là toàn bộ team của đối phương đã bị quét sạch. Nhưng họ đã mất đi hai người. Chỉ còn lại bé Bi và Tú Nè thôi. Đó là pha thi đấu tốt đến từ Cry. Một pha tấn công rất hay. Và cái team vừa bị hạ gục đó, team 62, lúc này đã có 3 team bị hạ gục rồi. Đó là Phúc Xá, đó là Báo, đó là Tỏi. Và thực ra thì hơi đáng tiếc cho 62 cũng như là Tỏi. Thì khi mà vào đấu trước họ đã là những người mà có được cái vị trí thi đấu rất tốt. Nhưng mà vào đấu này thì bung rồi, vào đấu này thì bung lụa rồi. 24 người là những gì chúng ta còn lại và vòng bò chúng ta rơi vào phía trên của khu vực bản đồ. Vẫn đang là những pha thi đấu nó tương đối trì trạc mà thôi. Vâng, chưa có gì đặc biệt ở trong khu vực này. Chúng ta hãy cùng nhau. Đây là Coca-Kin thì đang di chuyển về phía cái đường hầm. Cô ta sẽ đấp ở đây trong khoảng thời gian ngắn nữa. Trong khi đó thì Titanic lúc này họ sẽ di chuyển trong vòng. Từ đầu vào đấu giờ thì Titanic họ cũng chưa phải đụng độ với bất kỳ đội nào cả. Và con tàu chìm này thì nó vẫn đang tiến từ từ vào bên trong vực vòng bò mà không có bất kỳ đối phương nào cản trở. Rikaki ở mình Free Fire và đấu này có vẻ như họ tương đối thoải mái. Lúc này lượng đồ là rất tốt. Bảo đang có đó là mũ 2 giáp 3, Moon có mũ 1 giáp 2, bé U Tu mũ 3 giáp 1, cũng như là bé cua có mũ 3 giáp 4. Và đồ bé cua khá ghê. Và bé cua có vẻ như đang là tay bắn chủ lực đấy từ vị trí của đối phương. Bây giờ thì team Fox họ cũng đang có một sự khởi đầu tương đối tốt, mặc dù mất đi đội trưởng mình đó là Jipon. Nhưng mà lúc này thì Quỷ Tỷ vẫn đang thể hiện được cái vai trò dẫn dắt của mình đối với team Fox. Có 3 mạ gục cũng như đang có lượng đồ đó là mũ 2 giáp 4 tương đối tốt. Bây giờ thì trở lại thì bên vào đấu chúng ta đang có đây là Cry, bé Bi, cũng như là Tú Nè. Họ sẽ phải rời khỏi khu vực A3 mà thôi. Nhưng sau pha giao tranh lợi thế vừa rồi thì họ đã có tương đối nhiều đồ rồi. Đây là FD Min Tạ cũng như là FD Ní, họ đã có bạn trong vực khu công xưởng. Min Tạ và Ní phải không, chỉ có lại hai người mà thôi. Đồ đạc thì rất ít khi mà trong đầu ván đấu thì Thủy cũng như là em yêu bị bắn gục, cũng như họ bị kiểm soát hướng di chuyển bên trong vòng. Và đó lý do vì sao mà cả Min Tạ cũng như Ní lúc này họ cũng chỉ có những cái khẩu súng nó rất là bình thường, cân đường hộp sữa. Đây là Loan Game TV, Gấu Chồng Ơi Em Đây và CQ. Vừa rồi tôi thấy rằng CQ đang bị mất máu. Không, đó là pha của Chồng Ơi Em Đây bị mất
máu khi mà di chuyển trong vòng thôi. Đã có pha tấn công với đối phương hay chăng, và CQ luôn là người đẩy lên ở vị trí đầu tiên. Bây giờ CQ đang ngồi chờ, đang ngồi rình rập con cá mập để xem có đối phương nào trong vực thị trấn này hay không. Nên mà nếu chúng ta biết thì có vẻ như team RIP họ vẫn có mặt trong vực thị trấn này. Một vòng bo nó tương đối chơi vơi, và vòng bo này thì vẫn chưa thể dự đoán được bất kỳ điều gì cả. Lúc này thì vẫn đang có những cái pha chờ đợi một cơn mưa. Đây là RIP Holy, họ cũng đang có mặt trong vực thị trấn này, và bây giờ thì có lẽ họ đang đợi cái team của CQ lên để có pha tấn công. Vâng, vẫn đang là những pha thi đấu cực kỳ cân não giữa tất cả người chơi nữ này. 24 người chơi, vòng bo còn rất rộng và tất cả mọi thứ nó đều có thể xảy ra trong tình huống tiếp theo và đấu. Vẫn đang là những cái pha gọi là chờ đợi. Thường thì cái giai đoạn này người ta sẽ gọi là giai đoạn đóng băng của tất cả cái game sinh tồn. Ở trong game sinh tồn nó có một đặc điểm là ở đầu ván đấu thì bắn nhau rất ghê, ở giữa ván đấu thì bắt đầu nó xìu xuống, rồi cuối ván đấu thì nó lại cứng lên. Đấy thì đó là nó là cái chung, nó là một cái công thức chung của tất cả ván đấu sinh tồn. Và điều quan trọng của những bình luận viên như Riga Gaming đó là làm thế nào để có thể gọi là hâm nóng cho để nó đừng bị nguội quá. Ví dụ bây giờ giữa ván đấu nó xìu quá rồi thì đến cuối ván đấu thì nó cứng lên, đôi khi nó thượng mã phong mà nó chết luôn. Vâng, và đó lý do vì sao mà tôi vẫn luôn bình luận một cách cực kỳ là hào hứng. Vâng, với tôi ấy, với Hải Rigaki thì luôn có một cái lý thuyết, đó là không có những cái trận đấu dở, dù trận đấu đó là nam hay là nữ, dù là BD hay là 4D hay là 5D thi đấu cùng với nhau, thì cái điều quan trọng đó là người bình luận viên phải truyền được cảm hứng cho những người xem. Vâng, và cái lý thuyết đó thì tôi có thể đúc kết là không có những trận đấu dở, mà chỉ có bình luận viên quá dở và không thể nào truyền cảm hứng cho người chơi thôi. Nhưng mà không sao cả, khi mà các bạn đến với kênh của Rigaki Gaming, đến với Hải Béo thì các bạn sẽ luôn có những cái pha gọi là bay mất người. Rồi lúc này thì đây là first bún đậu, và lúc này thì đang có một pha ngồi đây để pha mắm tôm rồi, chờ đối phương đến và sẽ có những pha hất mắm tôm cực mạnh ra vị trí của first bún đậu của đối phương. Còn trong khi đó thì Quỷ Tỷ vẫn đang nín thở, nằm im thở khẽ ở khu vực này. Họ vẫn chưa có bất kỳ một cái động thái nào để có thể tiến vào trong vòng bo. Tương tự đó là hai cô nàng Cry Baby của Tú này đang có những pha tâm sự mỏng với nhau ở bên ngoài khu vực vòng bo. Vòng bo của chúng ta nó sẽ đang chuẩn bị thu lại rồi, và để xem là những cô nàng này họ sẽ xử lý như thế nào. Lúc này thì Ní cũng đang tiến đến gần vị trí của Min Tạ mà thôi. Vâng, Game TV, chỉ có Game Team, cay cả một team mà còn đủ cả 4 người như Game TV, họ cũng sẽ không cố gắng có những cái pha đẩy láo ở bên trong. Lúc này thì tôi tin rằng MTV họ đang biết được rằng trong khu vực này có một team khác, đó là RIP Holy, và đó là cái team đã đứng vị trí top 1 rồi. Bé Mom có mạng hạ gục dành cho mình. Vâng, có vẻ Holy và những người đồng đội của mình họ đang thiếu đi một cái sự kiên nhẫn, cho em tức phải đi ăn đối phương ngay. Đang có một pha tấn công, bé Mom có mạng hạ gục dành cho mình rồi, nhưng mà một thành viên RIP đã bị hạ gục. Holy bị bắn gục với vị trí của Juliet, đối phương đông quá, bé Mom bị bắn gục luôn, và có vẻ như RIP họ sẽ tan vỡ trong tình huống này. Đang có pha đẩy vào, mưa đang được bắn, nhưng mà đó này mưa mới có một mạng hạ gục mà thôi. Bây giờ đối phương sẽ có pha đẩy vào cứu đồng đội mình qua tường ở vị trí của bé Mom, nhưng mà đối phương ném buôn rất nhiều lựu đạn vào, bé Mom vẫn có thể tồn tại được. RIP mưa đã bị hạ gục rồi, liên tục là những quả lựu đạn. Ôi, nhà không thiếu gì quả lựu đạn cả, liên tục là những pha gọi là buôn bom vào, và đó là những thành viên đến từ Game TV tiếp tục là những quả lựu đạn ném vào, đối phương đẩy vào rồi. Bây giờ thì đang được bắn, những thành viên RIP họ vẫn đang xử lý tốt, sẽ có pha gạt giò cho mình ấy chăng, hạ cùng loạn Game TV rồi. Bây giờ tiếp tục sẽ hạt giò vị trí của CQ. Vâng, thành viên hai thành viên của RIP họ bắn quá hay luôn, không thể chê vào đâu được, quá tuyệt vời. Đó là RIP bé bóm cũng như là mưa, trong khi đó thì team Game TV họ sai rồi, kiếp sai lầm rồi. Lúc này thì Gấu TV cũng như là chồng ơi em đây, họ quyết định là sẽ bỏ rồi. Tôi nghĩ là nên bỏ giao tranh này, vừa chạy vừa di chuyển để không cho đối phương di chuyển vòng thì tốt hơn. Bây giờ thì đang bị bắn rồi, đối phương quyết định không bỏ qua, đó là một team khác. Vâng, thừa nước đục thả câu rồi, đó là Tiranic. Bây giờ Tiranic họ sẽ tham chiến Gấu TV có chạy được hay không. Rồi bị bè mó và mưa họ vẫn đang bị kẹt lại trên này. Bây giờ thì con tàu chìm Tiranic nó mới lướt tới, đó là Juliet cũng như là Tuyết Sinh Gái. Đồ đạc của họ hôm nay là rất tốt, họ sẽ có thể hạ gục được bè mưa cũng như là bè mó trong khu vực phía trên. Bún đậu có mạ gồ vị trí FD lý rồi, như vậy là team Fox họ vẫn đang tiếp tục săn đuổi cái con mồi của mình ngay từ đầu vạn đầu đến giờ. Rồi rồi thì bún đậu, vâng tôi nói rồi, ngồi pha mắm tôm từ nãy giờ thì hắc phải gọi là không trượt cái nào anh em ạ. Crybaby ở bây giờ Tú này quyết tâm là sẽ có một pha bơi qua sông. Vâng, trong khi đó thì Gấu TV nhưng mà chỉ còn lại mình cô ta mà thôi. Bây giờ làm sao có thể di chuyển ra đây được, vòng bo đến deep rồi. Vâng, chạy cho chạy chạy, ôi ngay bên ngoài. Vâng,
đắng lòng quá. Vâng, nhìn đối phương lên chiếc xe Lamborghini và bỏ đi rồi, quá đắng lòng. Đó là gì mà Gấu TV đang phải trải qua? Bây giờ cô ta sẽ cố gắng là tìm một chiếc xe khác, nhưng tôi không nghĩ rằng còn chiếc xe nào trong khu vực này đâu. Vòng bò thu lại với vận tốc ánh sáng, lúc này Gấu TV đang phải chạy đua với thời gian, nhờ máu đang tụt chứ tụt huyết áp luôn, và vẫn đang có pha tương đối hoảng loạn gì đấy vậy. RIP bè móm như mưa, họ quyết định là sẽ có pha phi thẳng sông, sau đó thì bơi qua. Còn lại 14 người chơi nữ mà thôi, và lúc này điểm qua xem còn những team nào. Vâng, team duy nhất còn lành lặn lúc này là những chị em đến từ đoàn Rika Ký Gaming, và lúc này thì những thành viên của Rika Ký và có bé Moon là bị disconnect rồi, quá đen luôn. Một ván đấu mà không phải bắn nhau với ai mà lại còn disconnect nữa, đen vãi cả lưu ạ. Đây là bé U Tu, như là bé cua là bảo đẹp dai, họ đang có mặt ở trong vực câu công xưởng này. Đây là tiền địch Juliet và tuyết sinh gái sẽ tiến dần đến khu vực gần cái bức tường hay chăng. Vâng, vẫn đang ở những pha cực kỳ cân não. Lúc này thì bé Moon đã bị hạ rồi. Vâng, đang vui thì đứt dây đàn và đang mất ị thì nàng lại đến chơi, tự nhiên lại disconnect, tôi buồn không. Lúc này thì team cáo phốc xóm đang có mặt trong vực công xưởng, họ sẽ sớm tiến vào bên trong vực vòng bò mà thôi. Vẫn đang có những pha cực kỳ cân não, hay thì viên Cry đã bơi qua sông rồi, ráo nước rồi. Bây giờ thì họ sẽ chạy thẳng vào trong vòng. Gấu TV đang di chuyển vào, tôi thấy Tú này vừa bị bắn, đối phương xuất hiện ở đây rồi. Vâng, Toko nhấp nhô theo nhịp, nhưng mà cuối cùng thì Tú này quyết định là bố mày không bắn à, bà mày không bắn nữa, bà mày chui vào trong cái bức tường này để né. Gấu TV cũng đã bị vòng bò đốt rồi, còn lại 12 người mà thôi. Vâng, bè móm như là rời phim mưa và đang có một cái vị trí nấp tương đối ổn, có vẻ là đối phương sẽ không biết vị trí họ ở đây. Vẫn đang có pha giao tranh cực kỳ ghê trong khu vực này. Vâng, liên tục với những pha bắn như đổ bỏng ngô vậy. Juliet tuyết sinh gái bảo đẹp dai có mạ gục đầu tiên dành cho mình. Vâng, đó là mạ gục đầu tiên dành cho Riga Gaming luôn. Một pha bắn không được rồi, đúng là một pha xử lý hơi non tay từ vị trí của bảo. Đây là bé ủ tô như là bé cua, họ sẽ có những pha xử lý như nào trong tình huống tiếp theo đây. Có ống ngắm nhiệt, nhưng mà thực ra là vị trí nấp của team RVM lúc này là tương đối trống trải và có thể sẽ bị đối phương móc vào vị trí đằng sau. Đây là bún đậu như là quỷ tỷ, họ đang ở rất gần bức tường trong vực khu công xưởng này. Bây giờ thì sẽ có một pha đẩy vào đến từ vị trí của team Fox hay chăng. Team Fox vẫn đang chờ đợi và vẫn đang chờ đợi rất ghê. Trong khi đó thì bảo đẹp dai ra cứu đồng đội mình, đó là bé U Tu. Bé cua sẽ có pha đẩy lên, bé cua xử lý tốt một quả ném lựu đạn vị trí đối phương. Vâng, nhưng lựu đạn đối phương ném lại khá đau. Vâng, bé cua đang muốn chui vào với những người đồng đội của mình, nhưng đồng đội bảo là không. Vâng, cái khe nó quá nhỏ để dành cho hai người. Vẫn đang có những cái pha gọi thi đấu, một quả lựu đạn ném ra ném hơi xịt một tí nhưng mà vẫn là rất điểm. Tiếp tục với những pha buôn bom đến từ vị trí của bé cua. Vâng, đang là pha giao tranh rồi. Phong Subi đã bị bắn hạ, bún đậu có vẻ bị disconnect không đúng lúc rồi. Bún đậu quá đen, chỉ còn lại mình quỷ tỷ mà thôi. Vâng, hơi đen rồi. Ruby đang hồi lại cho mình lượng máu. Đây là Tú Nè đang sấy vào tường bom kèo thì Fox. Và hôm nay chỉ còn lại mình Tú Nè thôi, không còn gì để mất rồi, không còn gì để mất rồi. Sẽ có một pha đẩy vào vị trí của Tú Nè, nhưng mà Tú Nè đang bị bắn, tại sao chạy ngang với đối phương như vậy, không ổn một chút nào. Quỷ tỷ có mạ gục dành cho mình, còn lại 10 người mà thôi. Team của RIP họ đã bị bé U Tu đẩy vào, và team RGFM họ đang có những pha thi đấu quá tuyệt vời trong trận đấu này, đang bị bắn rồi, hết tường bom kèo, quyết định là sẽ có pha ngồi, vẫn còn tường bom kèo. Fox quỷ tỷ đã bị hạ gục, và lúc này thì chỉ còn lại đó là 7 người mà thôi. Vẫn đang có những pha giao tranh, bé U Tu đã bị hạ gục rồi, bé cua đang đẩy vào. Fox bún đậu Ruby, bún đậu sẽ phải chạy nhanh hơn. Nãy cô ta bị disconnect một tí nhưng mà không sao, bây giờ đã có pha quay trở lại rồi. Đây là Ruby, bé U Tu đã bị hạ luôn. Đây là Juliet và team này chỉ có lại mình Tuyết xinh gái thôi. Tuyết bị bắn rồi và Tuyết bị bắn rất ghê, suýt nữa thì mất hết đi sự xinh gái của mình. Đang có một pha đặt ra từ bom keo cân não. Đây là Bảo, Bảo đang được cắt kè, Bảo đang được bắn, Vâng đang được ngư ông đắc lợi. Ruby bị hạ gục rồi, Bảo sẽ tiếp tục bảo của mình. Còn lại 3 người mà thôi, đó là một mình Bảo và Ruby. Hai người chơi này sẽ quyết định xem là ai lên được vị trí top 1 trong ngày hôm nay. Đó là Fox Ruby cũng như RGFF Bảo đẹp dai, và ai sẽ là người thi đấu tốt hơn trong tình huống này đây. Vâng, thì sao cô gái tên là Bảo đẹp trai nhỉ, cô gái với hai con rái à? Vâng, đang được tấn công sẽ là một pha cận chiến. Vâng, Bảo cái này là sẽ cận chiến rồi. Bảo bắn tốt và Rika kia mình Free Fire họ có được cái vị trí top 1 ở trong ván đấu này. Vâng, khá ghê, vâng cực kỳ ghê, đó là cô nàng Bảo đẹp trai đây. Trong khi đó thì Fox họ đã có một ván thi đấu rất tuyệt vời. Vâng, đó là một pha thi đấu rất hay. Và nếu như đây là đầu tiên là bạn đến với kênh của Rika kia mình thì đừng quên để lại cho mình một follow ngay cả nhẹ ở dấu cộng không chỉ cùng mình tay trái nhá. Vâng, phê quá. Bắn ghế nhỉ? Bắn này sao chơi? Vâng, bắn sao chơi? Quá ghê.
À, còn một ván đấu nữa, một ván đấu nữa. À, bắn hết rồi, bắn.